Hello mọi người, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Lauren Chi Chi UK nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ngắm hoa cải vàng. Như mọi người đang thấy thì trên đường hoa cải một màu vàng rực nguyên một cánh đồng luôn các bạn. Anh nói chung cũng như là ở châu Âu thì mùa này là mùa hoa cải vàng mọi người. Tháng 4, tháng 5 thì vàng rực luôn. Mời các bạn cùng đi với mình nha. Hai các bạn, mình đang ở cái vườn, cái ruộng cải. Ở đây rất là đẹp luôn các bạn, ruộng cải mênh mông luôn, một màu vàng tươi luôn mọi người. Nhìn sau lưng của mình đây. Như các bạn thấy thì cái ruộng hoa cải ở đây không giống như là những cái ruộng hoa cải hay là những cái vườn hoa ở Đà Lạt của mình hết mọi người. Là người dân kéo nhau đến để chụp hình tự sướng, nhưng mà ở đây thì rất là vắng lặng luôn, không có ai hết đó các bạn. Ở đây thì mình đi bộ ở bên ngoài, mình đi bộ đi dạo bên ngoài xong rồi mình đi vô đây mình quay một chút xíu thôi, chứ không phải là người ta không có mở cửa để cho mà mình đi vô trong. Nhiều khi á, người dân ở đây họ cũng không có thích đi vô trong ruộng vườn của họ nữa mọi người, cho nên mình chỉ quay một chút xíu thôi. Khi mà mình bước vô trong á, thì một cái hương thơm nhẹ nhàng ngào ngạt nó bay thoang thoảng trong cái gió đó các bạn, rất là dễ chịu luôn. Rồi tiếng chim hót líu lo, tiếng những cái con ong nó bay vo ve, tiếng của côn trùng đó làm mình có cảm giác rất là yên bình mọi người. Thơm quá à. Wow, mũi khác. Ở đây có cái đường của xe công nông chạy nè các bạn. Mình sẽ đi bộ theo cái lối mòn của cái đường bánh xe chạy nè. Chắc các bạn ai cũng đã biết là dầu hoa cải rất là tốt cho sức khỏe. Những cái bông hoa màu vàng này nè các bạn, mai mốt sẽ thành trái. Và trong những cái trái đó thì có những cái hạt li ti. Người ta sẽ lấy cái hạt đó để ép dầu làm dầu hoa cải các bạn, dành để nấu ăn này hoặc là trộn salad rất là tốt cho sức khỏe luôn. Và bây giờ người ta còn dùng dầu cải để sử dụng cho động cơ nữa các bạn. Động cơ dùng từ dầu cải thì thân thiện với môi trường nè mọi người.
Hoa cải có màu vàng cho nên những ai mà mệnh kim và mệnh thủy thì sẽ hợp với màu vàng hoa cải nha các bạn. Đi ra ngoài đây gần lộ cho nên là xe chạy hơi ồn quá các bạn. Ở trên kia có cái nhà, chắc cái nhà đó là cái nhà của cái vườn rau này nè các bạn. Thấy mê chưa? Ở bên đây cũng có cái ruộng, người ta đang làm đất trồng cái gì đây nè, không biết nữa. Trời hết hồn luôn á mọi người. Nghe tiếng đùng đùng không các bạn? Cuối tuần ở đây người ta hay bắn chim á mọi người. Bây giờ thì mình đi về nha các bạn. Hôm nay trời nắng rất là đẹp và hai bên đường thì một màu vàng rực của hoa cải vàng luôn mọi người. Đường nông thôn ở đây đẹp quá ha các bạn. Hai bên đường hai cái hàng rào này người ta cắt tỉa rất là đẹp luôn nè mọi người. Ngay ngắn gọn gàng. Và những cánh đồng thì xanh mướt. Ở đây thì người ta sẽ trồng giống như là xen canh vậy đó các bạn. Một năm cứ người ta trồng cái mùa, một mùa thì người ta sẽ trồng hoa cải vàng, hoặc là mùa sau người ta sẽ trồng lúa mì, rồi trồng nhiều cái loại rau cải nữa.
Chị gót có cái giỏ picnic này cô chú. Đi về xong rồi đi ra sân vườn. Chị nãy giờ chị có ăn không? Yeah. Trời, ăn chip không mà không ăn food. Ăn trái cây đi con. Trái coffee better. No, my throat hurts. And whenever I speak, my throat hurts. I know. And when you swallow, it hurts. I got it first in Monday. If you better, a little bit better today, but still hot. Mm-hmm. Come on, okay? You look nice. Okay, we must give it to Jacob. Give what? The egg juice. Yeah. We must give the sore throat to Jacob. Yeah, that just give. No. I could drink. No, the day we went to the beach, remember? Oh, yeah. The wind, and then I ate ice cream because it's cold ice cream make my throat sore. Trời ơi, chị cứ kề con, well done. Thank you. Chị Sharon hả? Giỏi quá. Chị ăn gì vậy? Chị ăn gì vậy? Grape. Grape hả? Chị ăn nho, chị nói chị ăn nho. Hôm nay trời nắng đẹp quá chừng luôn, hôm nay 20 độ luôn nè. Chị nằm không? Nằm không? Rồi, chắc có mình chị xem. Rồi, chắc có mình chị nằm đi. Get a pillow đó. I know. Get a purple. Chị and chị come and come and play with the purple, okay? Football. Okay. Not the football, the purple. I got the purple machine. Yeah. Hôm nay trời nắng đẹp mọi người, cho nên là giặt mấy cái này đem ra đây phơi nè. Chứ thường thường á là sẽ bỏ vô lò sưởi ở lọc. Thường thường là bỏ vô cái máy sấy á cho nó khô đồ, nhưng mà hôm nay trời nắng đẹp cho nên là đem ra ngoài phơi đỡ tốn điện mọi người. Hai cái em gấu của Chi nè. Khu vườn của mình cũng có mấy cây hoa nè các bạn. Những cái cây này thì mùa hè mới có hoa lận. Phía trước sân nhà của mình thì có mấy cái cây hoa tulip nè các bạn. Đây là lần đầu tiên mình trồng hoa tulip luôn. Video của mình tới đây thì xin tạm dừng nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!